Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị cha mẹ học sinh, kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể cán bộ nhân viên cùng các em học sinh trường trung học cơ sở Pascal yêu quý. Nhân lễ khai giảng, thay mặt cho lãnh đạo nhà trường, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của cấp chính quyền, của các vị đại biểu đã dành cho thầy và trò trường trung học cơ sở Pascal. Xin cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của quý vị cha mẹ học sinh, thầy cô giáo cùng toàn thể cán bộ nhân viên trường trung học cơ sở Pascal yêu quý. Năm học này, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường phát triển được tạo nên bởi tình yêu thương mà chúng ta dành cho nhau, được tạo nên bởi tình yêu thương mà chúng ta dành cho các thế hệ học trò. Vì yêu thương học sinh, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau hun đúc các em trở thành những con người tử tế và giỏi giang, để các em không chỉ thi cử đỗ đạt mà còn có một đời hạnh phúc và thành công. Chúng ta sẽ tiếp tục đổi mới chương trình và phương pháp dạy học để học sinh được chủ động và tích cực hơn trong học tập, để các em tiến bộ cả về thái độ, kỹ năng và kiến thức. Chúng ta sẽ không ngừng nỗ lực rèn giũa các em học sinh trong từng tiết học, trong từng hoạt động hàng ngày, để các em hình thành và phát triển thói quen và nhân cách tốt đẹp. Chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức những giải thể thao như giải bóng đá nam, bóng đá nữ, những sự kiện văn hóa như thi nhịp điệu trẻ, lễ hội tiếng Anh, lễ hội chào xuân, Pascal Got Talent, lễ hội sách. Các em học sinh cũng sẽ tiếp tục được tham gia sáng tác cho Pascal Trong Tôi, cho tập san Pascal Garden và cho các chương trình của BCTV. Những sự kiện văn hóa thể thao ấy sẽ giúp cho các em học sinh vui hơn, khỏe hơn, thêm yêu bạn, yêu thầy cô, yêu cuộc đời hơn. Những sự kiện ấy cũng sẽ góp phần khơi nguồn và phát triển tài năng phẩm chất của các em, giúp các em tự tin và tỏa sáng. Các em học sinh yêu quý, hãy vui vẻ đón nhận và trải nghiệm những ngày tháng tươi đẹp dưới mái trường này. Hãy nỗ lực và trách nhiệm để nắm bắt cơ hội mà gia đình và thầy cô đã trao cho các em. Hãy tích cực và sáng tạo, rèn luyện để tiến bộ mỗi ngày. Xin chúc năm học mới thành công rực rỡ. Xin chúc quý đại biểu, quý cha mẹ học sinh, quý thầy cô cùng toàn thể cán bộ nhân viên và các em học sinh trường trung học cơ sở Pascal mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.